chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục diễn đàn VGEA 24 giờ của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid đang diễn biến vô cùng phức tạp và căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống kinh tế, xã hội trong nước cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đây là mối lo không chỉ của các doanh nghiệp cũng như là các nhà sản xuất kinh doanh. Vậy thì làm thế nào để tìm ra được một lối thoát, giải các bài toán về doanh nghiệp? Được biết là trong năm 2020, nhiều hoạt động kết nối xúc tiến thương mại và hoạt động của hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức cũng bị hạn chế bởi dịch Covid-19. Thế nhưng các doanh nghiệp hội viên đã chủ động cùng nhau tìm ra các giải pháp để khắc phục khó khăn. Vậy các giải pháp ấy là gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Thực, là người sáng lập và là chủ tịch của hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid thì các hoạt động của hội đã bị ảnh hưởng như thế nào? Cái ảnh hưởng của đại dịch Covid nó phạm vi trên toàn thế giới, mà không phải chỉ trong kinh tế mà trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể nói đây là một đại dịch, nó làm cho thế giới bị đảo lộn, rất nhiều chương trình hoạt động bị đảo lộn. Thì hội các doanh nghiệp của hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức cũng vậy thôi, trong cái việc xúc tiến thương mại và đầu tư hợp tác với đối tác nước ngoài, trong đó có đối tác Cộng hòa Liên bang Đức, là phải dừng lại hết tất cả các chương trình, ví dụ như là về du học nghề, cũng như là tổ chức các lớp học, các chương trình làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, và ngược lại đối tác Đức sang Việt Nam chúng ta, kể cả chuyên gia Đức sang hỗ trợ doanh nghiệp cũng bị dừng lại hết. Cho nên đây là một thiệt hại rất lớn. Các doanh nghiệp ở trong nước chúng ta và những doanh nghiệp liên quan đến đối tác nước ngoài như xuất khẩu hàng hóa hoặc là du học du lịch, du học và du lịch đều ảnh hưởng rất lớn. Chung cả nền kinh tế, chứ không riêng trong hội doanh nghiệp nhỏ và vừa với nước. Cho nên đây là cái việc khắc phục cực kỳ khó khăn. Các chương trình hoạt động của hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng bị đình trệ rất là nhiều, phá vỡ rất nhiều chương trình. Cho nên là năm 2020 là hầu như là các chương trình là không thực hiện được. Và năm 2021 cũng lác đác bắt đầu thực hiện một vài chương trình, đặc biệt là trong vấn đề hợp tác với Đức, thì hiện nay là vẫn khó khăn. Cho nên là có thể nói là cái việc để khắc phục được nó không phải là một sớm một chiều mà có thể giải quyết được đối với một doanh nghiệp. Thế thì để khắc phục đó, hạn chế thôi những cái khó khăn, những thiệt hại đó, thì hội chúng tôi, lãnh đạo hội đã bàn nhau và hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên bằng cách nào. Thì thứ nhất là chúng tôi phải động viên nhau đó, khuyến khích và động viên nhau, cảnh báo nhau, phải hãy đề cao cảnh giác để đừng có đi vào các thị trường và các đối tác mà có nguy cơ dịch bệnh cao, để chúng ta tránh được cái dịch bệnh này cho bản thân mình. Cái thứ hai nữa là có thể chuyển đổi một số cái lĩnh vực kinh doanh cho nó phù hợp. Ví dụ đang làm du lịch thì rõ ràng nó gặp sự cố rồi, thì không thể đẩy mạnh du lịch được nữa, thì có thể chuyển sang một số cái thương mại hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp có truyền thống về thương mại, mà cái mặt hàng đó nó có thể đang thiết thực trong mùa dịch, nhưng mà cũng có thể nó không bị quá ảnh hưởng lắm, có thể còn xuất được, thì cố gắng tham gia với nhau để mà hỗ trợ chia sẻ cho nhau để làm sao có cái thu nhập mà tồn tại lúc mà tình khổ đó là gì. Thế còn hiện nay là đang làm những công việc để mà chuẩn bị cho khi mà dịch nó tạm lắng xuống, có thể thông thương được thì có thể làm được ngay. Thì công tác chuẩn bị nó vẫn phải là công việc thường xuyên. Tôi nói ví dụ như là anh em đào tạo và tư vấn du học nghề sang Đức, thì cái việc đó không nói đi là đi ngay được ngay, vẫn phải mất một thời gian rất nhiều tháng ở trong nước, trong công tác tuyển sinh này, trong đào tạo tiếng này, thì công tác đào tạo tiếng phải thật tốt đi, cái đó ở trong nước làm được. Thì hiện nay là các doanh nghiệp làm liên quan đến đào tạo và du học ấy là bắt đầu làm tốt công tác chuẩn bị, để đến khi mà nó thông thương một cái thì chúng ta đưa anh em sang nó thuận. Thì hiện nay vẫn một số chuyến đi được rồi, sang Đức được rồi, nhưng mà nó chưa phải đại trà lắm, vẫn còn đang phải trón rén. Thì hiện nay là các doanh nghiệp vẫn phải chuẩn bị là chính, và lác đác là có doanh nghiệp đi được thì vẫn đi. Thì như vậy là các doanh nghiệp phải chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chia sẻ khách hàng, cũng như là chia sẻ đối tác với nhau để cùng nhau tồn tại.
thì đó là cái giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là anh em chuyển đổi một số loại hình để làm cho nó kịp thời. Tôi nói ví dụ chuyển sang làm nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp cao thì bây giờ là nếu mà đầu tư từ mới thì nó rất là tốn kém, thì hợp tác với nhau, những cái doanh nghiệp đã có rồi thì tham gia với nhau về vốn, tham gia với nhau về nhân lực hoặc về quản lý hoặc về thị trường để mà tiêu thụ ngay trong nước để tồn tại được, phát triển được, mà chờ cơ hội thì mà khi mà dịch nó lắng xuống có thể là bung ra cùng với nền kinh tế chung. Vâng thưa ông, không chỉ là hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức bị ảnh hưởng mà còn rất nhiều các doanh nghiệp khác cũng bị ảnh hưởng. Vậy ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không? Cái ảnh hưởng lớn thì như chúng ta đã biết trên các là thông tin đại chúng cũng nói rồi, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa đi các nước thế giới là chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Và bây giờ có xuất được chăng nữa thì vừa qua cái chúng ta đã biết là cái container các thứ đấy, nó giá vận chuyển nó đắt lên, bởi vì vừa qua người ta bị một giai đoạn là người ta bị đình trệ, thì bây giờ lác đác thôi, hoặc công đi nhưng mà không có hàng về thì người ta phải tính toán làm sao cho nó có hợp lý, thì cái giá vận chuyển nó cao lên, nhưng mà giá bán thì cũng không thể cạnh tranh được, không thể tăng lên được, thành thứ cũng là một trong những cái thách thức rất lớn hiện nay cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Xuất đã khó rồi mà khi được xuất một cái thì bây giờ lại cũng gặp cái sự cố như vậy. Nhiều doanh nghiệp cũng phải có thể phải chấp nhận hòa vốn để mà giữ khách hàng thôi. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như tôi nói về cái việc mà đưa chuyên gia hoặc đối tác nước ngoài về ta đấy thì cũng khó khăn. Nếu về được thì cũng phải cách ly, sau kia thì có phải không đoàn nào cũng về cách ly được. Ví dụ mà họ vào làm việc họ chỉ có một thời gian ngắn, chưa mất 14 ngày cách ly rồi thì có khi có những đối tượng không phù hợp được, họ cũng không tham gia được, không sang được, thì cũng không thể đặt vấn đề hợp tác với họ được, thì cũng phải bị đình trệ lại chờ. Vâng thưa ông, trước tình hình dịch Covid diễn biến rất là phức tạp thì hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức đã có những cái giải pháp nào để động viên hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như là duy trì các hoạt động của hội? Như chúng tôi phải ứng dụng công nghệ, bởi vì bây giờ cái việc tiếp xúc trực tiếp với nhau nó hạn chế, vừa qua là nó lặng xuống, chúng ta có thể nhúc nhích trên đường một tí rồi, tổ chức một vài sự kiện cho anh em giao lưu gặp gỡ trực tiếp, bàn trực tiếp. Nhưng bây giờ cái chúng ta có công nghệ rồi, chúng ta vận dụng công nghệ trong giao tiếp với khách hàng, với đối tác, là chúng ta dùng công nghệ. Thì hiện nay hội doanh nghiệp nhỏ và vừa với Đức là có mấy kênh thông tin để mà anh em trao đổi thông tin với nhau, trao đổi hàng hóa dịch vụ với nhau rất là hiệu quả. Zalo, Facebook có nhóm của hội. Thứ hai là hệ thống truyền thông đấy. Ví dụ là chúng tôi có kênh truyền hình hợp tác với truyền hình HDTV đây, kênh truyền hình Việt Đức, có mấy kênh như thế, tức là truyền thông Việt Đức chúng tôi làm như thế, cũng đang xúc tiến cái việc là xây dựng một cái trước đây là ta có đặc san rồi, đặc san hội nhập quốc tế, và sắp tới là cũng đang chờ cơ quan nhà nước cấp phép cho tạp chí để mà qua đó cái thông tin truyền thông nó chính thống hơn và nó rộng rãi hơn. Còn hiện nay có cả một cái website cũng có, rồi là có cả một cái kênh YouTube mà chúng ta đang xây dựng đấy để mà truyền thông cho anh em. Còn để truyền tải các thông tin trong hội là chúng tôi trước mắt là cái nhóm của anh em chúng tôi thực hiện đấy là qua Zalo và qua Zoom để hội họp để mà trao đổi trực tiếp, thì vận dụng cái đó để hạn chế cái việc phải tiếp xúc, tránh Covid, thì cái đó cũng hiện nay cũng hiệu quả được cho anh em. Vâng thưa ông, không chỉ là hội doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Đức đâu mà rất nhiều các doanh nghiệp đứng trước khó khăn và đều phải có những cái giải pháp để khắc phục tình trạng này. Vậy thì các doanh nghiệp đã thực hiện giải pháp gì trong thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng này và hiệu quả ra sao ạ? Cái hiệu quả thì cũng chỉ có một số doanh nghiệp đạt hiệu quả thôi. Vì đã gặp khó khăn như này thì các doanh nghiệp phải chuyển đổi tạm thời. Ví dụ đang cái lĩnh vực kinh doanh của họ là xuất khẩu hàng hóa với thế giới này mới ách tắc, thì họ phải chuyển đổi cái gì đó để cho tồn tại. Thì cái chuyển đổi đó thì nó không phải doanh nghiệp nào cũng thuận lợi chuyển được. Có doanh nghiệp chuyển được, có doanh nghiệp cũng không thể chuyển được. Trong lúc chúng ta có hàng trăm nghìn doanh nghiệp này, chúng ta làm sao mà chuyển một lúc mà hòa được. Cho nên thật sự là khó khăn. Còn gọi để làm thế nào cái hiệu quả đó thì nó căn cứ từng cái lĩnh vực kinh doanh một thôi. Nếu mà xuất khẩu hàng hóa mà đang cái hàng hóa mà nó liên quan đến dịch bệnh, kiểm soát ngặt nghèo không đi qua được, thị trường nó ở vùng đấy không thể vào được,
thì chúng ta có thể chuyển được một vài thị trường khác, nhưng cái đó là ít. Nhưng nói chung là khó khăn. Lúc nãy thì Bạch Quỳnh cũng như tất cả quý vị khán giả còn lắng nghe và thấy ông chia sẻ một giải pháp khắc phục tình trạng khó khăn, đó là họp nhóm qua Zalo hoặc là Facebook, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ là cái giải pháp áp dụng công nghệ số trong việc kết nối làm việc nhờ các thiết bị hỗ trợ online như thế nào? Hiện nay là chính phủ ta cũng đang khuyến khích doanh nghiệp là chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp. Đây là một vấn đề rất thiết thực. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đã hiểu thế nào là chuyển đổi số đâu. Nhưng thật sự nếu doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển được bây giờ phải chuyển đổi số, mà cái đó là phải đến trường đến lớp học tập, có chuyên gia tư vấn đàng hoàng. Nhưng cái quan trọng nhất là chủ doanh nghiệp phải quyết tâm, phải khẳng định và thấy được đó là lợi ích sống còn của mình trong vấn đề chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp. Bởi nó không làm cái đó mà cứ quản lý theo mô hình cũ truyền thống thì sẽ không đáp ứng được, đặc biệt đối với cái giai đoạn mà bị Covid này. Trong chuyển đổi đó nó có cả vấn đề quan hệ đối tác, quan hệ khách hàng, nó rất lợi ích như vậy. Cho nên là cái đầu tiên là chúng tôi khuyến khích nhau là hãy quan tâm đến cái việc mà phải chuyển đổi số, tham gia các lớp học và tham gia ngay để cho có được chuyên gia tư vấn cụ thể. Vâng, thưa ông, vậy thì ông đánh giá vai trò của hội trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tiêu biểu của mình như thế nào? Hiện nay thì hội cũng đang có chủ trương là một số doanh nghiệp mà hoạt động sản xuất kinh doanh có tiềm năng mà họ đang khó khăn cái gì đó, kể cả khó khăn về vốn, thì hội sẽ cùng nhau tìm các cơ hội để hỗ trợ doanh nghiệp đó để họ vượt lại cái quá trình sản xuất kinh doanh của họ, và thông qua đó thì họ sẽ như một những ngọn cờ nó phát triển lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và trong cả nước. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ và trao đổi của ông và cảm ơn ông đã đến với chương trình.